Có rất nhiều các bác cứ luôn luôn hỏi em là Ô thế nhà em không có các cái dòng loa đứng nào mà giá rẻ rẻ à Không có ra nào toàn loa thế toàn 3, 4, 5 triệu thế không có con nào rẻ rẻ à Thế ngày hôm nay thì nói chung là tiện thể một video một clip giới thiệu hàng Thì cũng có thể giới thiệu cho bác một đôi loa giá nó bình dân một chút Để những bác nào không có nhiều điều kiện tài chính chúng ta có thể là sắm được một con loa hay và chất nha các bác nhá thì một trước khi vào dòng sản phẩm đấy thì em đang có những cái đôi loa chép như thế này muốn để cho các bác này những con đôi loa chép rất là rẻ và giá trị rất là tốt à, mà đặc biệt hơn nữa những con này là một trong những dòng sản phẩm rất là hay đấy à, một đôi loa chép giá cho các bác ngày hôm nay chỉ có là 500 trăm đồng đó một cặp loa chép này và bên cạnh đây thì à, đằng sau đây các bác đằng sau của nó đây jpl các bác nhá dòng sản phẩm jpl con này là hàng thanh lý thôi hàng thanh lý giá rẻ thôi thì bác nào mà lấy thì để cho bác đúng 500 nghìn nhá đấy các bác chơi dòng này em thấy rất là hay này tiếng của nó rất là tuyệt vời đấy, tiếng của nó rất là hay luôn chép đánh tiếng rất là sáng và bay tiếng các bác nhá thế nên các bác sử dụng lâu dài rất là ngon được chưa đấy giá lại siêu rẻ cho bác luôn đó nhá à, để cho bác giá siêu mềm siêu êm được chưa 500 000 đồng. Đó, bên cạnh đây thì em có những cái con loa à con đó, đây này những con loa con loa chép này nó to hơn, con loa chép này to hơn, con này thì chép họng kèn tên lửa đối với dòng này thì giá nó sẽ cao hơn một chút, con này là bảy trăm rưỡi các bác nhá, bảy trăm năm mươi nghìn. Anh em nào mà thích chơi quánh nó căng đét hơn thì chúng ta chơi dòng này nhá, bảy trăm năm mươi nghìn được chưa? OK, vào dòng sản phẩm chính ở đây thì em đang có bên trong kia em còn một cặp nữa, một cặp nữa, à, hai cặp trong kia còn hai cặp và đây một cặp là tổng là ba cặp, ba cặp hàng bãi. À, dòng súp JBL KP712 các bác nhá. Dòng này thì uh, made in Thái Lan. Đấy các bác, dòng này là dòng sản phẩm đến từ Thái Lan, xuất xứ từ Thái Lan luôn các bác nhá. Dòng này em thấy đánh tiếng rất là hay đấy. Tiếng âm thanh của nó rất là hay, mượt mà, ngọt ngào. Ở đây thì con này thì đây là mốc các bác nhá. Đây là mốc, cái này thì em lau đi một cái là rất là đẹp luôn, không vấn đề gì cả. Ở đây là mốc thôi, được chưa ạ? À KP712, dòng này thì em thấy tiếng bát tiếng chép của nó cực kỳ là hay luôn à, Các bác phù hợp cho các bác hát karaoke nhá Đây là một dòng mà em thấy là hát karaoke rất là hay Bát chép của nó đánh rất là nảy và tơi luôn Đấy, đặc biệt là tiếng bát thì ấm tiếng Mà tiếng chép thì rất là sâu và Và tiếng, tiếng tem rất là sáng và bay tiếng luôn Bát thì cực kỳ là sâu tiếng bát mạnh mẽ uy lực đặc biệt là tiếng tiếp rất sáng và bay tiếng đối với một dòng sản phẩm loa bát 30 như thế này con này là bát 30 nhé các bác nhé một dòng loa đứng bát 30 thì em để cho bác giá lại siêu êm luôn chỉ có 2 triệu 900 nghìn đồng một cặp thôi đây là một mức giá lại gọi là tuyệt vời là rất là đẹp rồi thế nên là anh em nào đang chưa có loa đặc biệt là các dòng loa đứng để hát karaoke thì các bác tậu ngay cho em cặp này đấy rất là hay luôn các bác hoàn toàn có thể ghép thêm một con âm ly ví dụ dòng âm ly năm lẻ sáu hoặc hai ba này này giá nó cũng bình dân thôi còn âm ly năm lẻ sáu thì giá nó chỉ có loanh quanh ba triệu rưỡi còn hai lẻ ba chỉ khoảng tầm là hơn hai triệu một tí thôi một tí tẹo thôi các bác nhá rất là phù hợp để anh em à, phối ghép và đánh với những con à, loa của JBL bảy một hai dòng của Thái Lan này con này em đánh giá là nếu mà tầm dưới hai dưới ba triệu thì em đảm bảo bác không thể tìm được một dòng sản phẩm nào hay hơn nó đâu nhá ok À, bên cạnh đây thì các bác có thể ngắm được ngay là em đang có mấy dòng sản phẩm này à, trước hết thì có một cặp loa The, à, con này là Sanquin Vega bãi của mỹ à, cặp này thì hiện tại bây giờ giá của nó đang loanh quanh có 3 triệu chín thôi Đấy, 3 triệu chín thôi nhưng mà chất âm của con này thì tuyệt hảo luôn con này mạnh nhất là tiếng bass tiếng bát của con này quánh như bom các bác quánh như bom luôn đối với dòng sản phẩm uh, loa của uh, Sequin Vega tiếng bát của nó quánh như bom luôn dòng này dòng made in USA các bác nhá con này thì là 3 triệu chín trăm nghìn đồng đấy ba triệu chín con này thì xe Vega uh, chỉ không đọc đậu... à con này là con này là uh, gần của nó gần ba sóng gần ba sóng đỏ các bác nhá gần ba sóng đỏ con này tiếng bát mạnh cực kỳ luôn uh, và tiếng tép của nó rất là sáng và bay tiếng Đối với em thì em đánh giá dòng này rất là yêu luôn Em rất là yêu dòng này bởi vì tiếng của nó rất là hay tiếng hay mà giá thành phải chăng nha các bác nhé giá siêu êm cho các bác rồi 3 triệu 900 nghìn đồng một cặp thôi cực kỳ là êm các bác nào đang quan tâm mà muốn sắm những cái cặp loa hay chất thì đừng quên cặp sẹc Win Vega bãi Mỹ này các bác nhá chất âm tuyệt vời tuyệt hảo luôn nhá ok bên cạnh đây thì bên cạnh đây có một cặp loa Pioneer uh, Puner Puner F750 Puner F750 thì giới thiệu từ các bác ngày xưa rất là nhiều rồi con này thì hiện trước nhá ngày trước thì em để giá là 3 triệu 800 nghìn đồng đấy nhưng mà thời điểm hiện tại đây khi mà đã có dòng pino f một q quy thôi thì em đã giảm giá dòng này xuống rất là sâu à, bán lỗ cho bác luôn là chỉ có là 7 chỉ có là uh, 3 triệu 300 trăm nghìn đồng thôi đấy rất là rẻ rồi rất là rẻ rồi ừ. mà dòng này là một dòng sản phẩm mà em đánh giá đây là một dòng sản phẩm có tiếng có tiếng rất là hay Con này thì rất phù hợp để anh em nghe nhạc nhé Pino thì nghe nhạc nó vẫn là nhất rồi Nếu mà để nói Pino nghe nhạc nó vẫn là đỉnh cấp rồi Em nói thật lòng luôn Đấy, nói đến Pino, nói đến nghe nhạc Chúng ta nói đến Pino thì đúng là đỉnh cấp luôn rồi Không cần gì phải bàn nữa Mà đây là dòng sản phẩm các bác có nhìn thấy được ngay Đây là nó có là gân của nó toàn bộ là gân vải tẩm dầu ba sóng các bác nhé Gân vải tẩm dầu ba sóng, được chưa ạ Và bên trên của nó là hỗ trợ hai chép giấy và một trung âm Trung âm của nó toàn bộ là gân cao su đây các bác đó, con này thì có cái công suất cũng tương đối lớn là 350W là công suất peak còn 200 à, 200W là công suất công, uh, công suất liên tục của nó được chưa và giải tần đáp ứng của nó từ 35 hz cho tới là 16 kg luôn rất là giải tần rất là rộng luôn để các bác chơi được chưa à, và với một dòng đôi sản phẩm như thế này thì em để cho bác giá lại đang quá là mềm luôn chỉ có là 3 triệu 300 nghìn đồng thôi các bác ơi các bác ơi chỉ 3 triệu 300 nghìn đồng thì em đánh giá là đây là một trong những cái mức giá gọi là rất là rẻ để các bác có thể là sở hữu rồi thế nên các bác đừng bỏ qua dòng sản phẩm này nếu như muốn nghe nhạc hay các bác nhá và ở bên đây thì em có có một quả súp của bốt Súp gầm bốt Con này thì ngày hôm nay thì đúng là chiên cho các bác một chút Bình thường đang bán 2 triệu rưỡi Nhưng mà ngày hôm nay thì bác nào mà lấy thì em đang có chương trình khuyến mãi tốt đối với dòng sản phẩm này Và con này nó cũng có hơi độ xuất sát một chút đây Thì thôi để để cho các bác giá là 2 triệu à, uh, 200 nghìn Em sẽ bao ship cho các bác tặng các bác dây rắc nữa Đấy các bác thấy ok không? 2 triệu 200 nghìn Con này riêng một con thôi nhá Riêng một con thôi, chỉ khâu đỏ ở dưới này Đấy, logo bot này Đối với dòng sản phẩm là có chữ logo bot ở đây Đấy, con này riêng có đối với dòng sản phẩm này có logo bốt ở đây và logo bốt ở trên mặt nữa đấy các bác nhá một con uh, sản phẩm súp bốt gầm con này súp gầm các bác nhá các bác để đánh gầm của nó con này tiếng gầm của nó rất là hay Đây các bác để sẽ để như thế này đó vỏ gỗ nhìn cũng rất là sang và đẹp luôn các bác nhá giá cho bác ngày hôm nay chỉ có 2 triệu 200 trăm nghìn em sẽ bao ship cho bác luôn đó à, bên này là có súp gd audio này súp gd audio này con này rất là hay con này tiếng của nó tiếng bát rất là mạnh mẽ uy lực luôn con này giá là 3 triệu uh... Ờ, 3 triệu rưỡi nhưng mà cái clip này để cho bác giá 3 triệu 2 Đó Và một cặp bốt này Bốt 301C3 hàng Mexico này Hàng Mexico này Bốt 301C3 nó vẫn là huyền thoại rồi các bác Nói đến bốt thì chúng ta nói đến một huyền thoại của làng âm thanh rồi Con này thì nghe nhạc rất tuyệt vời Rất phù hợp để nghe nhạc Đó Con này thì bát xanh Bát của nó xanh Chép cũng xanh luôn Bát chép xanh quân đội các bác nhá Đấy. và đặc biệt dòng này thì là dòng made in USA à, in Mexico made in Mexico thế nên là dòng này là một trong những dòng tràng chính hãn à, vỏ của nó toàn bộ là vỏ gỗ nha các bác vỏ gỗ đây các bác này đây các bác nghe thấy không vỏ gỗ 100% phần trăm nha gỗ thịt nha các bác nhé gỗ thịt thế nên là đối với dòng này thì trên thị trường bây giờ đang bán rất là đắt tiền đấy bảy tám triệu là chuyện bình thường nhưng mà nhà em bây giờ để cho các bác giá gọi là siêu yêu thương luôn 3 triệu năm trăm nghìn đồng bao ship tận cửa nhà cho các bác được chưa? 3 triệu 500 nghìn đồng bao ship tận cửa nhà luôn cho các bác luôn Đấy, các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa con sản phẩm này thì đừng quên ới em sớm nhá Đấy, ok, lên nhanh một clip giới thiệu các bác rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm đây Ngày hôm nay, các bác nào đang quan tâm bất kể mẫu sản phẩm gì thì sớm ới cho em một câu thôi là em có thể ship tận nhà luôn nhá Kể cả những con chân loa này, chân loa thì giá hơn triệu bạc thôi Đấy, rất là rẻ Đó, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại